Mọi người chúc mừng anh Phú với câu là anh Phú ơi. Ơi. Ơi đây. Đúng rồi, đây đội mình. Mọi người chúc mừng anh tân gia nhà mới là sớm mua được thêm căn nữa đi anh. Anh à, cảm ơn. Cảm ơn anh. Đi check đây. Sao đây? Người ta chúc mừng để sớm mua được căn nữa thì mình nướn rồi. Sao đây? Đấy. Anh em chúc mừng anh tân gia nhà mới và sớm mua được một căn nữa. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn em phải khoanh tay vào. Khoanh tay vào. Cảm ơn tất cả bạn bè của em muốn ông nhá, mà lời cục cái pha xuống nói chuyện với mọi người. Đúng rồi. Chúc sức khỏe, lời chào đến tất cả mọi người. Chuẩn. Rồi cục rồi. Rồi. Cắm mẹ luôn. Không được, phải mở mắt ra chứ anh. Rồi, đây rồi, rồi. Anh ngồi đây. Phải cảm ơn người ta, phải cảm ơn thật lòng tí. Đi ra đón đố cương với ông Sơn. Vâng. Nhà anh Phú ơi, anh ấy mời. Anh ấy mời 20 mâm. À, thông báo với mọi người nhé, hôm nay ai đến tiệc anh Phú là thôi mình không phải hoa hết đi đâu. Là mai lại phải dọn, cứ phong bì đi. Đúng hết đi. Thông báo tất cả các khách hàng đến tân gia nhà anh Phú nha, anh Phú ấy không cần hoa hết đi đâu. Chuyển khoản. Hợp lý luôn, chị kêu nhỉ? Chuyển khoản nữa hả? Chị đang đấy. Đây chị có chuyển vào máy của chị là chị nhận được hết. Đây. Bây giờ là mình không yêu hoa, không yêu cái gì hết, chỉ yêu tiền thôi. Chuyển hết quy đổi thành tiền cho mình. Mua lăng hoa 1 triệu thì chuyển tiền. Đúng rồi. À, mọi người mà chưa để cho mình ghim số tài khoản của mình thì các bạn cứ chuyển tạm vào đấy xem là mình mua hoa hộ không? À, được. Ôi. À, bây giờ có cả đi, bây giờ đi ra. Đấy. Đấy. Hôm nay vợ chồng em Phú gọi mẹ chồng nên không. Chị Kiều ơi. Có mẹ chồng mà. Có mà. Có chị Kiều đón mẹ chồng lên mà. Có bà đây, mình live stream này. Em. Chào em trai. Ờ chị anh. Em gái anh đâu? Cái chị gì đấy? Chị em gái anh ấy. Ờ thế được. Có cả chị em gái anh Phú mà có cả mẹ chồng nữa. Em gái anh Phú đâu à chị Kiều? Đây là đúng là đây, mình ra đứng xa xa đây một tí, mình ra quay. Quay cái nhà của anh Phú nha. Đây này, đấy cái nhà của anh Phú là từ cái cột này sang cái cột này 6 mét mặt tiền. Bên kia có cái khe khe. Cái căn sẻ khe nó sẽ đắt hơn cái căn bên này. Đấy. Nó khoảng 110 mét sử dụng một tầng. Nó là chỉ được có 5 tầng thôi. Đấy, tầng 1 này là phòng khách. Tầng thứ 2 là phòng master, phòng của anh chị. Tầng thứ 3 là mỗi tầng 2 phòng. Tầng thứ 4 là mỗi tầng 2 phòng. Tầng trên là phòng thờ. Phòng thờ và sân phơi. Hết. Đấy. Đấy. Đấy, đây đây, bà, đây mẹ anh Phú đây. Đây gọi mẹ anh Phú đây, đây đây. Đây bà Khay đây. Đấy, bà mẹ đây. Tân gia nhà con trai mà làm gì có chuyện không xuống mà mẹ nhỉ. Đấy. Chào tất cả mọi anh em nhá. Đấy. Đấy. Dạ. Nằm hai nọ cá mắm đúng không? Con cảm ơn bà. Đấy. Cái gì? Con tưởng bà tặng cái này lấy tiền à? Tặng cái gì để bà? Cái này mỗi nọ 5 củ đấy. 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 Không, ở nhà Hà Nội là như thế là đẹp rồi. Nhà Hà Nội như thế là đẹp rồi. Đấy. Một mẻ rồi đấy. Đập chưa? Chưa đập. Phong thủy. Không, nhà như thế là đẹp rồi mọi người, hiểu chưa? Ở Hà Nội 100 mét rồi mà. Nhà phố sổ đỏ lâu dài nặng đắt rồi. Bên Hoàng Mai này nó. Cái này mua 30 mấy tỷ rồi gì nữa. Sửa sang nghĩa kia thành 50 rồi.
Đấy, 6.000 năm anh em. Sao lại phán thì đúng rồi. Thì trả ba mấy tỷ à, ba, mua 32 hay 3 tỷ sửa trả thành 50 các bạn. Anh ơi, tắt đi livestream đã, anh bật đây lại mất mạng. Tí nữa mình đang review nhà. Bây giờ nhá, cái nhà giá mua cái căn kia đẹp hơn kìa. Căn kia. Căn góc kia đẹp nhỉ. Căn góc kia mà mua hai căn đập thông xong mình sửa cái mặt tiền này mình đắp phào chỉ vào nó đẹp lắm. 200 mét. Đấy. Rồi.